tới chưa mấy nữa, nhưng mà anh Huy Sang đang ngồi trên xe nè. Đó, cả anh này hỏi anh Huy Sang mà là không biết là tới chưa đúng không? Ca sĩ Hàn Quốc. Ca sĩ Hàn Quốc. Ca sĩ Hàn Quốc. Huy Sang Bolero. Bên ngoài quá trời mấy anh em đông quá trời luôn rồi quý chú chị. Hành lý ở sao nè. Quá trời đâu. Quá trời luôn. Rồi hiện đi xuống xuống hiện đi. Ờ chưa để chạy vô. Cho xuống đi, cho ăn mấy xuống. Cho lấy xuống đi. Lấy xuống trước đi. Nhớ đừng đậu ngoài đó, comment nó để ba lô. Rồi cầm vô anh đi. Bây giờ là Thiên Lý xuống, còn anh Sang này có chú anh chậm. Đậu lại hình như là cô ảnh luôn á. Chào chị Bùm Bùm. Ủa mà đang nhiều vali lắm hả? Đúng rồi, nhiều lắm. Là mấy chị chưa nói nãy giờ về. Đúng rồi, chị có cái gì nữa luôn á. Chào chú Trang đi. Em để mẹ Mớm về hả? Em chờ chị Mớm về. Hình như là chị tới luôn rồi kìa. Chết. À, chị không lo tới rồi, coi chú anh chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa vậy là hôm qua ghé hả? Dạ. Đâu là mấy video trước. Đâu mới ngày hôm qua là anh Kim Trung Long ghé đây nè để thắp hương cho cậu. Bùm bùm mừng cho cậu mừng. Hồi nãy về là hỏi mẹ mớm đâu rồi. Anh Sang thì bây giờ cũng đang thắp hương để có những cái lời kính đến cậu Nam Vũ Linh này cả nhà. Cảm quá trời. Anh Hải kìa. Chị Hồng Loan cũng được nói nhiều tiếng Anh đó chứ bộ. Dạ. Chị Hồng Loan cũng nói được nhiều tiếng Anh đó bộ. Nó hết rồi. Nó hết xong cái cậu cắt một phơi đem cậu phơi vô luôn. Trời ơi. Chị. Để nó đưa gì đây. Anh Sang giờ đem kính ra tặng cho vợ. Để đây ngoài ông ngoại nào mà bơm bơm. À, bây giờ là chị Hồng Loan đem hoa mà lấy bó hoa ta luôn đi. Để những cái bó hoa để lên cho thằng hoa con đàng hoàng. Bó luôn hả? Đó bơm đi bơm. Cho tao Hồng Ni mà chị ruột mày mà hỏi mày. Chị này đốc nhà luôn chị này. Tại ông ba. Đúng rồi con. Tại ông ba. Đúng rồi con. Em lo trả lời giùm luôn. Ủa này thật hả? Đem nhầm đem cô đem xem đi lên lầu luôn. Ôi cái vali của anh Sang rất là to luôn đó nha, hai người khiêng luôn á. Nhìn đây, Lam tặng bé cái kính nó nhìn giống chị Kiều Ơn cả nhà. Quá đẹp luôn chị ơi. Kính rất là đẹp luôn nha. Trời ơi kìa, Lucy cũng rất là mừng chị Long. Đây nè anh ơi. Đây nè anh ơi. Nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng của anh Hải đó. Ông anh Hải đi chị ông. Ông rồi ông anh Hải đi. Anh nhớ lắm rồi. Ngại lắm, ngại chứ. Mặt gì lâu đỏ luôn kìa. Giờ mấy em mình thắp hương cho chú đi, mình đi về. Rồi. Bây giờ anh vô hấp hơn trước. Anh đắp hơn trước nha. Hương gì chúng. Hương gì chúng. Cho em qua. Nhan rồi, nhan rồi. Nhan trên ống vàng á. 15 mét. Quẹt chân thẳng luôn. Ủa mới về đó luôn hả? Rồi, đã quay xong giờ khắp phương này.
Hồi nãy tụi xong qua là em chạy trên từng km về đây kịp với chị Long. Nãy cho anh Sang có nhanh về đó. Về trước chị đó. 20 năm mà tao tưởng 2 tháng mới quen 2 tháng. Quen 20 năm người ta tưởng 2 tháng. Mày với ai? Cái gì mà ở trên lầu á. Nè, cái này lên đấy đi. Nè, ăn giấy này mấy anh chị. Dạ, cảm ơn chị Long. Cảm ơn chị Long. Thằng giấy Út mà. Dạ, chị Long. Dạ, giấy Út hả? Không, thằng giấy của Út không? Không, Việt Nam anh à. À, em về em xài được Việt Nam anh. Dạ. Bên Úc thì mình xài được Úc. Dạ, em cảm ơn chị. Không, bên Úc em xài được Việt Nam. Thằng giấy đó. Quà đó không có mà đưa giấy gì. Sao giấy trước đi hoài sao cho Long ha. Cứ từ từ. Cứ từ từ. Bởi người ta đi Úc giờ khác, bữa nay cột áo cột đồ giống Việt Kiều quá. Bé ở Việt Nam mà hả Long với đi Úc về mà bé giống Việt Kiều không? Ồ, quá đẹp luôn. Chị không giống cưng như chị không. Bởi vậy ta đi ở, bữa nay không? Kiến thì Long bữa nay ta đeo, ta cột thấy rồi về ta đi, ta ấy như giờ Việt Kiều tiếng mà. Ấy gì vậy? Chị đi, ấy ta ấy gì? Cột áo, cột đồ, đấy là đi bay gì vậy đó. Không, nhìn xì tai chứ bộ. Nhìn quá xì tai luôn. Đổi tên rồi à, Jennifer Lon. Jennifer Lon. Dạ dịch ha, sao tiếng Việt Nam mà bỏ thì ngon đúng không? Tiệm lon. Đã quen bên đó, bạn có tiếng Việt không? Người ta nói tiếng Anh, nói tiếng Việt. Bán mà đến nỗi người ta bán cà phê mà ta thấy đau đầu thôi tao bán đi cà phê rồi mày đưa được rồi. Trả giá, bữa nó bay đi đâu trả giá, bữa bị gì. Rồi vô đồng hồ hãng đó là mấy tỷ một cái không à, bạn tự thân thằng xem gì cho mày. Tao cho ngồi đợi. Vô chỗ xem. Thấy chị Lon với anh Sang ngồi đợi. Chị muốn ăn nữa. Phải đồng hai lần ngang, đúng như mỗi giờ. Bắt đầu ngồi chờ chấm đành cái nè, bắt đầu bấm, nó vô mà lấy nhiêu cái, để nó coi nó tính thử, để cho tụng cái, ngụy cái, xong giờ bán lại. Giờ bán lại là ngưỡng triệu, bán chừng 2-3 giờ đó. Cái ngồi, nó mới biết nhiêu cái, cái này là 6 tỷ, cái này 4 tỷ, cái này 17 tỷ. Tính là lớn. Ông xem đâu biết đâu. Rồi, lên, để ăn đồ. Rồi, em xin lỗi, em xin lỗi. Chị em nha, cảm ơn chị. Ông chị nói nè, có quà rồi sao, máy rồi sao, rồi nó còn bay trên trời á chị. Để em chờ, em chờ nó bay. Cái lô quà chắc 7 ngày, 6 ngày hả, quay là ngày rồi. Cả tuần sau là có mua của đông nhiều. Có nghĩ tới anh em chứ, nhưng mà còn nói gì này chị đi. Ở trên nói vậy. Thôi thì quà cát bình thường. Dạ đúng chứ rồi. Sao tự nhiên nói gì trời. Ai nói gì thì kệ chị đi ha. Ai nói gì kệ mình chứ. Cứ làm đúng như cái tâm cái lòng của mình là được rồi. Ủa tặng quà là cũng xấu hả? Cũng mang tiếng hả đúng không? Dạ. Thì tại vì đôi khi người ta không được nhận cho nên. Vậy chị mớm. Dạ vui. Mừng. Vậy chị cũng chưa tháo được áo nào. Chưa được luôn đó. Chưa được. Mọi người có thấy ốm không? Ốp. Phải không? Nhưng mà một hôm nhìn cái cổ có nọng luôn à. Ai được nhiều món ngon không chị mà. Phần mạnh dữ lắm, ngày hai người đó. Không nhưng mà da của chị Long được hai đẹp của chị Long. Mình ăn dễ ăn giống bên gì cũng mình ngon, cũng mình ăn nó có khuôn người Việt á. Thì cũng người ta ăn sao mình ăn vậy đó. Nhưng mà mình ăn món Việt hay món Úc chị? Việt, người Việt. Món Việt. Người Việt ở bên đó nó có bún bò với có đầy đủ. Người Việt nhiều lắm. Lạnh. Thấy da mặt của chị Hồng Loan hồng hào luôn. Căng bóng luôn. Bí quyết nào của chị Loan thì chị Loan. Kim Kim on. Rồi vậy là quá vui. Thôi rồi, mình cảm ơn cả nhà. Rồi. Thôi chúc mọi người vui vẻ giữ sức khỏe nha. 8 phút chưa? Chưa. Xong chưa ngoại vậy hả? Thôi. Mấy giây à? Con đi kẹt xe. Rồi nãy giờ đứng cái chiếc xe đẹp quá.
chị mở kiến rồi. Tiếp tục chúc nhiều non những cái kệ trên đây nữa, kệ trên đây nữa. Dạ thôi giờ chị Lon cũng mệt rồi cả nhà, để rồi, mọi người lắng nghe thôi nha. Dạ. Bay bay 8 tiếng luôn. Dạ. Nhưng mà phải cho mặt ơi trước ở sân bay khoảng 2 3 tiếng 3 tiếng nữa. Mệt luôn. Cũng xong rồi lui ra. Nói chung là để cho mọi người có cái thời gian nghỉ ngơi nha. Đi một chuyến bay dài cũng khá là mệt rồi. Đó, anh Tí Cảnh cũng còn ở đây nè. Rồi đến đây thì chắc có lẽ là 15 mình xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị rất là nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại.